Rồi, mình chào tất cả các bạn nha. Đó thì hôm nay mình thấy cái con bồ cạp của mình đó các bạn. Đó, bồ cạp đen nha các bạn. Nó có dấu hiệu nó đang có bầu nha các bạn. Nó mang thai nha các bạn. Để nó chuẩn bị sinh sản những chú bồ cạp con cho mình nha các bạn. Chú bồ cạp Barbie nha các bạn. Đó thì mình quay lại cho bạn xem nè. Đó bạn thấy không, con bồ cạp cái của mình đó các bạn. Đó bạn thấy dưới cái bụng nó không? Nó căng ra các bạn. Đó, bụng nó khá là to nữa các bạn. Đó. Thì em mình tìm hiểu á, thì mình lên mạng mình tìm hiểu thì mình thấy là nó đang có bầu nha các bạn, đang mang thai nha. Đó, chuẩn bị nó sinh những con bò cạp Barbie. Đó bạn thấy không? Bụng nó nè, ở phần dưới nè, nó to ra với lại cái chỗ trắng trắng bạn thấy không? Đó, nó giãn ra bạn thấy không? Còn cái con bò cạp đực thì không có các bạn. Để mình quay con bò cạp đực cho bạn xem nha. Đây, bò cạp đực nó đang ở dưới cái lên lớp vô cái lá nè các bạn. Đó, đây mình bắt nó ra nha các bạn. Bây giờ nó trốn hơi kỹ. Đây mình lùa nó ra. Tại mình không dám bắt các bạn. Phải lấy đó các bạn thấy không? Nè, cái phần bụng của nó nè, khá là dữ các bạn. Nó chạy vô trong. Đây mình lấy cái lá ra nha các bạn. Để khó quay quá. Đó, nó đây. Đó bạn thấy cái phần bụng nó không có các bạn thấy không? Nè, cái trắng này nhưng mà nó không có giãn ra nè bạn. Đó, bụng nó khá là nhỏ nè bạn thấy không? Đó, còn con bồ cạp cái nè. Đó, bụng nó khá là to bạn thấy không? Hôm nay nhìn nó bự hơn con bồ cạp đực luôn các bạn. Do nó mang thai các bạn, bự ra các bạn. Thì đợt trước mình tưởng nó là mất hai con bồ cạp này rồi các bạn. Đó mình cho ăn á thì mình quên đậy nắp á, cái nó leo ra các bạn. Nó leo ra rồi cái mấy ngày sau mình mới tìm được nó các bạn, nó nằm trong cái đống đồ. Đó, mình dọn cái đống đồ ra mình thấy hai con nằm trống các bạn. Đây cặp bò cạp của mình nha, mình nuôi đây cũng khá là lâu rồi. Đó thì đến năm nay mình mới thấy cái bụng nó khá là ngộ. Đó thì mình tìm hiểu thì mình thấy nó đang có mang thai các bạn. Đó thì mình mới quay lại cho bạn xem nè. Đó, đây là bò cạp đen nha các bạn. Đây bò cạp mà made in Việt Nam nha. Đó thì còn cái con bò cạp hôm trước mình quay cho bạn xem á thì đó là con bò cạp sa mạc. Đó thì nó nhỏ xíu à, Barbie, nó chưa có lớn. Đó, còn hai con bò cạp này khá là to, lúc mình mua nó đã trưởng thành rồi các bạn. Đó thì đến hôm nay thì nó đã mang thai rồi. Đó thì sắp sửa nó sẽ sinh cho mình những cái chú bò cạp con Barbie. Đó thì lúc đó mình cũng sẽ quay cho bạn xem thôi. Đó mình cũng cập nhật cho bạn xem. Đó bạn thấy bụng không? Đó, khá là to luôn bạn thấy không? Đó mình tưởng nó rồi nó ăn no quá các bạn. Thì cái mình tìm hiểu đó thì nó đã có Barbie trong bụng nó các bạn. Đó, nó đã có bầu nha các bạn. Đó thì ở đây nó mới leo lên cái hang gấu dừa đó các bạn. Đó, các bạn thấy cái gai độc của nó không? Đó. Khá là ghê hả các bạn ha. Đó thì cái này mình cũng nói luôn ha các bạn ha, thì mình cũng khuyến cáo các bạn trẻ nhỏ ha. Đó thì đừng có nuôi con bò cạp giống mình nha các bạn. Thì bò cạp này thì nó cũng có độc như con bò cạp sa mạc thôi. Đó thì những em nhỏ nhỏ tuổi thì cũng đừng có nên nuôi giống mình nha. Đó thì hãy lớn lớn lên đi thì hãy nuôi nha các bạn. Đó thì bò cạp thì nó cũng khá là nguy hiểm nha. Đó này mình cũng khuyến cáo các bạn về nhỏ tuổi nha các bạn. Đó bạn thấy khá là giống con tôm đúng không các bạn. Càng nữa nè. Đó hôm nay nó có bầu của nó bự ghê luôn các bạn. Đó là còn cái hang gấu dừa này thì mình tự làm đó các bạn. Đó đây mình quay cái hang gấu dừa cho bạn xem nha. Đó, mình chỉ dám lấy cái cây mình khều thôi. Đó bạn thấy không? Đó, hang gấu dừa này mình tự làm nha các bạn. Đó mình tới chỗ mà bán chè các bạn, mình xin nửa cái gấu dừa. Đó cái mình lấy cái đồ mình chặt ra nè. Đó mình làm cái cửa nè các bạn. Đó, chứ mình mua ở ngoài thì cái hang gấu dừa ở chỗ mình mua chỗ cái bán ốc mượn hồn các bạn. Người ta bán giá cũng khá là cao, tới 40k một cái luôn các bạn. Đó, nên mình tự làm các bạn. Nè các bạn thấy không? Đó, cũng khá là ok ha các bạn ha, cũng dễ thương. Đó, tối cái nó chui trong đây nè, nó ban ngày nó chui đây, tối nó chui ra các bạn. Đó, này trú, còn mà nó chui cái lá các bạn. Đó, cũng khá đẹp ha các bạn ha. Đó thì đây mình quay gần cái bụng nó cho bạn xem nè. Đó, bạn thấy không? Khá là to nữa các bạn, thấy không? Đó. Đó thì theo mình tìm hiểu các bạn, thì cái con bò cạp cái này các bạn, thì sau khi mà nó sanh con các bạn, thì những cái con bò cạp con á nó sẽ nó nằm trên cái lưng của nó các bạn. Đó, những cái con bò cạp con nó màu trắng trắng các bạn, trắng như sữa các bạn, thì nó sẽ nằm hết trên lưng của con bò cạp mẹ luôn.
Đó, thì đến khi nào mà nó leo xuống các bạn, nó những bò cặp con á, nó leo xuống khỏi lưng á, thì mình mới bắt con bò cặp mẹ ra nha các bạn. Đó, thì cũng mình cũng theo mình tìm hiểu như thầy như vậy, tại mình thấy cái con bò cặp mình nó cái bụng nó to đó, thì mình cũng lên mạng mình tìm hiểu đó, thì mình thấy là người ta nói là những bò cặp con nó bò xuống á, thì mình nên bắt con bò cặp mẹ ra đó. Thì các bạn nào mà có kinh nghiệm á thì chia sẻ thêm cho mình nha. Đó, thì mình cũng chưa có kinh nghiệm mà nuôi con bò cặp con như bao giờ nha các bạn. Đó, nằm chỗ này mình khó quay quá, để mình bắt nó ra cái nha các bạn. Đó, đây mình mới bắt nó xuống nè. Đó, thì có mấy con bò cặp con thì nó nằm trên lưng nè, vậy nè các bạn. Đó, thì đến lúc đó mình sẽ quay cho các bạn xem. Đó, thì khi nào mà nó đẻ nha, những con bò cặp con á, thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xem ha, những cái chú bò cặp con. Con bò cặp đừng có chui vô hang các bạn, nó đang nằm trong, nó đẩy cái bùng cái sợi dừa các bạn. Đó, đây là cái con bò cặp cái nha các bạn. Đó, hên ghê luôn, chứ bước trước mình tưởng đó là mất con cái cặp bò cạp rồi. Đó, thì mấy ngày sau thì mình mới tìm nó ra được. Đó, thì cũng có bạn hỏi thăm mình để mình nói do mình cho ăn cái mình quên đậy nắp rồi nó leo ra nữa các bạn thấy không nè, muốn leo ra nữa các bạn, tại cái chuồng của mình thấp quá, mình mà không đậy nắp là nó bò ra nè các bạn. Đó, bữa đó mình cho ăn cái mình quên đậy nắp các bạn. Đó, thì nó leo ra các bạn, nó cũng khá là nguy hiểm, hơn là mình nuôi trên gác á thì nó không có đi đâu được các bạn. Đó, nó cũng nằm vòng vòng trên gác mình thôi, trong mấy đống đống đồ á, mình chọn đống đồ ra thì mình thấy nằm ở trong các bạn. Đó, như con cua con tôm chứ bạn thấy không, khá là cũng khá là ngầu hả bạn ha, nhưng cũng khá là nguy hiểm nha các bạn. Đó, những em nhỏ tuổi thì đừng nên làm theo mình nha. Đó, bạn thấy không, đó cái người đó nè các bạn, đó hai cái càng, đó y như con tôm các bạn, đó giống như tôm tôm Alaska các bạn. Đó, thì mình nuôi cái con bò cạp này cũng gần 3 tháng các bạn. Nhưng mà mình chưa bao giờ mình lám lấy cái tay mình đụng nó các bạn. Đó, mình chỉ lấy cái nhíp mình gấp nó thôi. Đó, mình lấy nhíp mình khều khều nó thôi. Đó, khi mà bắt ra dọn vệ sinh chuồng thì mình cũng lấy nhíp mình gấp thôi các bạn. Đó, nhưng mình chưa có bao giờ mình lấy tay mình đụng các bạn. Đó, mình sợ các bạn. Đó, cái gai nó, đó, nó luôn là thủ thế để mà tấn công các bạn. Đụng vô là nó chích liền nha các bạn. Đó, khá là nguy hiểm. Đó, thì cũng có bạn nào mà có đã từng nuôi bồ cạp rồi thì comment nha, comment cho mình biết nha. Đó, đó có bạn nào nuôi bồ cạp giống mình rồi thì comment cho mình biết nha. Đó, thì bồ cạp này bồ cạp đen, đó bồ cạp mà ở Việt Nam mình, đó nuôi cũng phổ biến cũng khá là nhiều các bạn. Đó, thành nuôi để người ta làm ngâm rượu hay làm gì đó, cũng có nhiều người ta ăn nữa các bạn. Đó, nhưng mà mình thấy khá là ghê các bạn ha. Đó, nhìn cái càng nữa kìa, ghê dữ các bạn. Đó, để mình quay con bò cặp đực cho bạn xem nha. Đó, nó vô cái hàng nè, mình dỡ cái hàng gáo dừa gần cái. Con bò cặp đực này cũng khá là hung hăng nha các bạn. Để mình cất cái hàng gáo dừa cái nha. Đó, con bò cặp đực thì nó khá là đen các bạn ha. Đó, con cái là cái bụng nó thì không có bằng không cái bụng không con bò cặp cái. Đó, bạn thấy không, nó cũng vẫn có cái gai độc nè. Đó, ghê chưa. Càng nó thì mình thấy là cái càng nó như nó to hơn cái con bò cặp cái nha các bạn. Đó, to một cái càng to hơn, nhưng mà cái người nó thì nhỏ hơn rồi, tại cái người của con bò cặp cái thì nó đang có bầu nên nó to ra. Đó, khá là ghê hả bạn ha, để thui bóng lưỡng các bạn. Nhưng mà con bò cặp đực này khá là hung dữ luôn các bạn, mỗi lần mình bắt á thì nó lấy cái càng nó giống như nó muốn kẹp mình các bạn, khá là hung dữ luôn các bạn. Đây nè, đó ghê dữ các bạn. Đó, thì mình nuôi cũng nay cũng khá là lâu các bạn, nhưng mà mình chưa thấy cái lúc mà nó bắt mồi nó ăn các bạn. Đó, thì mình bỏ mồi vô thì mình để vậy thôi, thì qua sáng ngày mai thì mình mới thấy mồi nó không còn thôi, nó ăn ban đêm hay gì đó các bạn. Đó, chứ ban ngày thì mình chưa thấy nó ăn bao giờ các bạn. Đó, thì cái video hôm nay hả các bạn ha. Đó, thì mình thấy cái con bò cặp cái của mình nè, đây con bò cặp này nha các bạn, thì nó đang mang thai. Đó, nó chuẩn bị nó sanh những con bò cặp bao bì cho mình. Đó, thì mình quay lại cho các bạn xem nè. Đó, bụng nó các bạn thấy không, khá là to nè các bạn. Đó, nghe chưa. Đó, mình đang quay cái nó làm cái máy mình mất nét các bạn. Đó, thì trong thời gian sắp tới ha, thì nó nếu mà nó sanh những con bò cặp bao bì á, bò cặp con các bạn, đó thì mình sẽ quay cho các bạn xem ha, những con bò cặp con đó. Đó, các bạn thấy không, cái bụng nó khá là to. Đó, mình nghĩ chắc cũng khoảng 10 ngày nữa thì nó sanh thôi. Đó, 10 ngày đến 15 tháng, 15 ngày nữa thôi thì nó sẽ sanh những con bò cặp cho con cho mình thôi.
Thôi thì lúc đó mình sẽ quay lại cho các bạn xem ha. Đó rồi, giờ bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn ha. Mình cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn có video tiếng hay thì cho một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.